Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì Moon sẽ giúp mọi người phân biệt được âm V và âm D. Âm V là một âm khó bởi vì mình thấy là nhiều bạn đọc cái từ brother giống như là brother hay là other giống như là other. Cho nên là cái việc đọc như thế này có thể gây hiểu lầm trong giao tiếp. Thì các bạn cũng lưu ý mình sẽ hỗ trợ các bạn phân biệt được hai cái âm này. Khi mà các bạn làm cái âm D thì đơn giản là mình sẽ phải gì ạ? Mình sẽ phải chặn khí, đúng không? Các bạn sẽ để lưỡi ở phía đó, lợi cứng đằng sau ăn cửa hàm trên, sau đó mình sẽ nhả khí ra, mình chặn khí hoàn toàn, đẩy lên lưỡi phía trên và sau đó nhả ra. Cái âm thì ngược lại, cái âm này các bạn phải giữ liên tục cho đến khi các bạn hết không khí ở trong miệng, hết hơi đó, thì các bạn sẽ để lưỡi ở giữa hai hàm răng và sau đó các bạn sẽ cắn cái răng cửa hàm trên xuống dưới. Các bạn dùng răng cửa hàm trên, các bạn hơi ấn xuống một chút và cảm giác hơi buồn buồn tê tê ở đầu lưỡi. Đó là âm. Thì ví dụ khi chúng ta làm cái từ như là từ anh em, đúng không, anh em trai thì là brother, hay với cả là the. Đấy, thì các bạn cần phải lưu ý cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ thử phân biệt nhé. Ví dụ như là mình sẽ đọc từ từ they, các bạn phải để lưỡi ra này, cắn này. Đó, các bạn thấy tê tê đầu lưỡi không? They. Còn cái từ đằng này là cái từ ngày này, thì các bạn chỉ cần là gì, chặn khí hoàn toàn, sau đó các bạn nhả khí ra, để lưỡi ở phía sau phần lưỡi cứng đằng sau răng cửa hàm trên. D D đó, day. Bây giờ Mu sẽ đọc một trong hai từ này, các bạn nghe xem, đấy là từ thứ nhất they hay từ thứ hai day nhá. They số mấy ạ? Đáp án là đáp án thứ nhất, chính xác đó. Các bạn cũng phải lưu ý một ví dụ khác nhá. Ví dụ như là bây giờ âm ở cuối đi, mình có hai từ này, từ đầu tiên là từ breed, từ thứ hai là breathe. Rồi, đọc lại này, thứ nhất này breed, thứ hai breathe. Bây giờ các bạn hãy cùng nghe xem là muốn nói từ thứ nhất hay từ thứ hai nhé. Mình sẽ che miệng này. Breed số mấy ạ? Đáp án là đáp án thứ nhất, đúng rồi, từ đầu tiên. Còn nếu từ thứ hai sẽ là breathe. Các bạn nghe thấy âm ở cuối không? Hay hãy cùng thử một ví dụ nữa nhá, hai từ này. Từ đầu tiên là Jan, các bạn nhớ đây, bật này, để lưỡi lên phía trên để chặn khí, sau đó nhả hơi ra này. Jan. Từ thứ hai là để lưỡi giữa hai hàm răng, các bạn thò hẳn ra ngoài cho dễ, sau đó dùng răng cửa hàm trên ấn xuống dưới. Van. Bây giờ mình sẽ đọc một trong hai từ, mọi người nghe xem từ thứ nhất hay từ thứ hai nhá. Van số mấy ạ? Đúng rồi, đáp án là đáp án số 2, van. Chúc các bạn thành công và cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Bye bye.